Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,80%. Hiện tại đang đứng quanh mức 1.879 đô la Mỹ cho đến 1.880 đô la Mỹ trên ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.860,36 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.881,23 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng quanh mức 103,050 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ đứng quanh mức 22.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1%, đứng ở mức 3,562% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống tăng với tỷ lệ tăng nhẹ là 0,91%, đứng ở mức 73,800 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại, tuy nhiên trong tuần trước, khi mà đồng đô la Mỹ tăng giá trong hai phiên ngày thứ 5 và thứ 6, giá vàng đã lao dốc chóng mặt với tổng mức giảm lên đến 4,6%. Cả tuần, giá vàng giảm 3,7%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10. Báo cáo mà Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ 6 cho thấy thị trường việc làm nước này vững vàng hơn so với dự báo đã gây áp lực giảm đặc biệt mạnh mẽ lên giá vàng. Ngoài ra thì ngành dịch vụ Mỹ cũng khả quan hơn kỳ vọng. Dữ liệu ngày này có thể khiến cục dự trữ liên bang Mỹ Fed lo lắng. Fed vốn đang tin rằng xu hướng lạm phát là giảm, lĩnh vực dịch vụ còn quá mạnh và sẽ gây áp lực tăng tiền lương khiến lạm phát có giảm, theo nhà phân tích Edward Moya của Onda nhận định về các số liệu trên. Theo ông Moya, trước khi có báo cáo việc làm vào thứ 6, thị trường đã kỳ vọng Fed có khả năng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 3, nhưng kỳ vọng này đang có sự thay đổi sau khi bản báo cáo được công bố và vàng đang phản ứng với sự thay đổi kỳ vọng đó. Trong tuần này, sự kiện được giới đầu tư quan tâm hơn cả là bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Powell tại câu lạc bộ kinh tế Washington. Bất kỳ tín hiệu chính sách nào mà ông Powell đưa ra trong lần xuất hiện này cũng có thể gây ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất, từ đó tác động tới giá tài sản, trong đó có vàng. Có rất nhiều dữ liệu để thị trường nghiền ngẫm và không chỉ báo cáo việc làm mà cả giọng điệu của Fed. Thị trường muốn diễn giải lập trường của ông Powell là ôn hòa nhưng phản ứng với Fed là điều khó dự đoán. Đó là lý do chính khiến vàng giảm giá mạnh, theo chuyên gia về kim loại quý của Gaynell Villacoy, ông Everett Millman nhận định trên Kiko News. Tuy nhiên, thì theo ông Millman cũng lưu ý rằng triển vọng tăng giá tổng thể của vàng vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp xu hướng giảm ngắn hạn. Ông nói, cho dù Fed có làm gì đi chăng nữa thì vàng sẽ tốt trong suốt thời gian còn lại của năm. Và đây là một cú sụt ngắn hạn, chứ không phải là một thay đổi cơ bản trong triển vọng của vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng bố số 9 đang cạnh tranh khá khốc liệt. Để kéo khách hàng về phía mình, thị trường vàng tự do chỉ giữ chênh lệch giá mua và giá bán bằng 1/3 so với các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác. Cụ thể, đến đầu phiên giao dịch chiều ngày hôm nay mùng 6 tháng 2, vàng nhẫn tròn trơn tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 53,85 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 54,85 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều so với chiều ngày hôm qua. Tương tự như vậy, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG đang niêm yết giá vàng nhẫn bốn số 9 ở mức cao là 54 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,9 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng tới 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán so với cuối tuần qua. Trên thị trường tự do thì nhiều tiệm vàng chỉ niêm yết quanh mức 53,35 triệu đồng trên lượng mua vào và 53,65 triệu đồng trên lượng bán ra, gần như đi ngang so với chốt phiên giao dịch cuối tuần gần đây. Trong khi chênh lệch giữa giá mua và giá bán các loại vàng nhẫn ở các doanh nghiệp lớn như là SJC, PNG và Doji dao động trong khoảng từ 900 cho đến 1 triệu đồng trên lượng, thì trên thị trường tự do chỉ vênh nhau khoảng 300.000 đồng trên lượng. Với mức giá 1.879 đô la Mỹ trên ao, giá vàng thế giới tương đương khoảng 53,5 triệu đồng trên lượng. Như vậy là với mức chênh lệch rất thấp, khiến giá vàng bù số 9 trên thị trường tự do chỉ đắt hơn vàng thế giới chưa đầy 200.000 đồng trên lượng. Tuy nhiên thì còn tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn lại cao hơn gần 2 triệu đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì với giá vàng miếng SJC trong nước thì tiếp tục suy giảm, còn với giá vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh tăng rất mạnh và hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn.
SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra nhưng chiều mua vào không có thay đổi. Hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra còn chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000, giảm 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.647.000, bán ra 6.723.000, giảm 30.000 ở chiều mua, giảm 70.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.520.000, bán ra 6.720.000, giảm 90.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng được điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có thay đổi. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.723.000. SJC Bình Phước mua vào 6.638.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.642.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận đô số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay tăng mạnh trong khoảng từ 146 cho đến 400.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 14.600 đến 40.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận đủ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.395.000, bán ra 5.490.000. Nhận đủ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.395.000, bán ra 5.500.000. Tăng 40.000 ở chiều mua vào và tăng 35.000 ở chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 5.370.000, bán ra 5.450.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.266.000, bán ra 5.396.000, tăng 34.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.902.9000, bán ra 4.102.9000. Vàng 14K mua vào 2.992.7000, bán ra 3.192.7000. Vàng 10K mua vào 2.087.9000, bán ra 2.287.9000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.